Dạ, em Nhân xin kính chào với cô chú anh chị. Chuyện là hôm qua em có đăng một cái video giới thiệu cũng như là thông báo cho cô chú anh chị mình biết là tại Toyota An Thành, Fukushima, chỗ em Nhân làm đang có một chiếc xe qua sử dụng, xe lướt là chiếc Vios số sàn đời 2021 biển Tiền Giang, bên em bán là 410 triệu. Thì có rất nhiều quý cô chú anh chị mình vô comment cũng như là thông tin cho em Nhân biết là cái giá nó cao quá Nhân ơi. Xe 2023 giờ lăn bánh có 470 mà bên em bán chiếc này 410, cách nhau 2 năm thì cái giá nó quá cao. Thì coi lại coi sao ha. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái video với nội dung là chia sẻ cho cô chú anh chị mình cũng như là so sánh và phân tích tại sao bên em bán với giá này và lăn bánh xe 2023 hiện tại là bao nhiêu. Thì em xin nói rất rõ nội dung của video clip này nhằm thông tin cho quý cô chú anh chị mình biết để cô chú anh chị mình đưa ra cái lựa chọn cuối cùng và quyết định của riêng mình. Em Nhân chỉ tư vấn và thông tin cho cô chú anh chị mình thôi, chứ em Nhân không có muốn đối đầu cũng như là không muốn phản bác ý kiến của cô chú anh chị mình nha. Đó, em Nhân xin nói rất rõ là như vậy. Cô chú anh chị mình góp ý, comment, ủng hộ em Nhân thì em Nhân rất là vui rồi, chứ em Nhân không có phản bác hay là đối đầu với cô chú anh chị mình gì cả, không có cãi cô chú anh chị mình nha. Ngay bây giờ em Nhân mời cô chú anh chị mình cùng theo em Nhân xem xe và phân tích thử coi nó đúng hay sai nha. Dạ, thì em nói đây hơn cô chú anh chị, khơi nguồn ở câu chuyện. Thì đây là Vios màu nâu vàng phiên bản số sàn đời 2021 nha, mà còn là biển vàng nữa. Thì quay quanh cái câu chuyện biển vàng này em cũng xin làm rõ một tí xíu. Hôm qua em quay clip thì cũng chưa có nói rõ với cô chú anh chị. Thì cái biển này cũng hơi đặc biệt tiếng nha, là 63A18308. Tức là sao? Nó hơi đặc biệt là nếu mà xe này đăng ký biển vàng ngay từ đầu với cô chú anh chị là nó sẽ là 63E chứ không phải là 63A. Thì vì chủ cũ họ lúc đầu họ ra biển á, là vẫn là biển trắng, chạy một thời gian họ mới chuyển ra biển vàng. Vẫn là một chủ nha, vẫn là một chủ mới được là giữ cái số lại và chuyển cái nền vàng thôi. Đó là lý do tại sao chiếc này là 63A chứ không phải là 63E. Đó, thì lúc đầu là vẫn là biển trắng, vẫn đi gia đình bình thường. Đó, sau thì kiếm thêm kinh tế thì mới chuyển vào biển vàng mới đây thôi. Đó, thì tại sao mà biển vàng mà chạy mới có 51.101 cây là như vậy, thì em làm rõ vấn đề chỗ đó cho cô chú anh chị mình hiểu tí xíu. Quay lại câu chuyện giá cả thì bây giờ em có thông tin như vậy đó, giá 410 và những cái trang bị giống như trên màn hình, phim cách nhiệt, chải sàn, nạp bước chân, khay hành lý rồi đầy đủ ha. Thì giá 410 nó có cao hay không thì em cũng không trả lời là cao hay thấp. Nếu mà so sánh với đời 2023 hiện nay, nếu mà lăn bánh một chiếc xe cũng về biển Tiền Giang, cũng màu vàng như vậy, cũng với những trang bị như vậy, thì giá em nó lăn bánh hiện nay là tầm khoảng là 510 triệu của chú anh chị, là chưa tính bảo hiểm vật chất nha. Đó, thì coi như tạm gọi hai xe chênh lệch nhau khoảng 100 triệu. 100 triệu thì anh cô chú anh chị mình xem thử coi, với mức chênh lệch 100 triệu như vậy, chúng ta lựa chọn xe này hay là xe 2023. Tất nhiên là xe 2023 là xe mới 100%, chúng ta cũng nhẹ đầu hơn. Thật sự thì em Nhân cũng cam kết cho cô chú anh chị mình không lâm đụng, không ngập nước, không tua đồng hồ km. Tuy nhiên thì cái tâm lý của chú anh chị mình cũng vẫn phải lo lắng hơn là với việc chúng ta mua một cái xe mới hoàn toàn. Nhân hiểu về chất lượng thì em Nhân cam kết, còn tuy nhiên thì cái góc độ tinh thần thì cô chú anh chị mình ít nhiều cũng hơi lo lắng, hơi lăn tăn khi mà sở hữu một xe qua sử dụng. Đó là cái thiệt thòi khi mà chúng ta sở hữu xe qua sử dụng. Và số km đã đi thì cũng 50 mấy ngàn cây, lệch nha 100 triệu. Còn về cái việc mà có một anh khách hàng có comment trên kênh em Nhân là nói là có bạn của anh mua xe Vios phiên bản 2023 số sàn chỉ có 470 triệu, thì đúng là có giá đó ha quý cô chú anh chị, có giá đó. Tuy nhiên nó không phải thời điểm này, đó là cái thời điểm mà giao thời giữa tháng 6 và tháng 7. Em Nhân có hay nói quý cô chú anh chị mình trên video clip là mua xe tháng 6 xuất hóa đơn tháng 7 lấy. Đợt thì tháng 6 Toyota Việt Nam hỗ trợ 5% lệ phí trước bạ, và qua tháng 7 chính phủ mình hỗ trợ thêm 5% thuế trước bạ nữa. Thì cô chú anh chị mình khi mà mua xe tháng 6 là được giảm 5% nè, cộng với giảm thêm 20 triệu tiền mặt cho xe nữa. Vị chi qua tháng 7 lấy số là cũng như là giảm được 20 triệu tiền mặt, cộng với là không có tốn tiền thuế trước bạ luôn, thì lăn bánh em này ở tỉnh nó chưa tới 470 nữa cô chú anh chị. Đó là có giá đó nha, chứ em không có cãi là 470. Nhưng mà thời điểm là cuối tháng 6 đầu tháng 7, với điều kiện là quý cô chú anh chị mình mua xe và đóng đủ tiền trong tháng 6 qua tháng 7 lấy xe. Còn thời điểm hiện tại đó là câu chuyện khác anh chị ha. Đó là hiện nay là chỉ giảm cho 5% thuế trước bạ đối với dòng xe lắp ráp trong nước là Vios này thôi. Còn đại lý thì hiện nay là giảm
tầm khoảng 5 triệu thôi cô chú anh chị. Nó ít, tại vì nó không có xe. Như hiện tại bên em, nếu cô chú anh chị muốn lấy cái xe 2023 phiên bản số sàn thì chỉ còn duy nhất một em màu bạc thôi. Đó thì lăn bánh ở tỉnh thì tầm khoảng là 510 triệu. Đó anh chị mình có sự hai sự lựa chọn. Lấy em này tiết kiệm được 100 triệu. À, còn lấy em mới thì là cao hơn em này là 100 triệu. Đó ha anh chị ha. Đó là em đưa ra cái phương án cho cô chú anh chị mình lựa chọn. Chứ em không có đối đầu hay là cự cãi hay là nói chung là làm phiền lòng với cô chú anh chị mình. Đó, quan điểm của em Nhân là như vậy. Em Nhân muốn chia sẻ cho cô chú anh chị. Thì được cái là xe cũ thì chúng ta sẽ không cần phải lắp phụ kiện thêm nhiều, tại vì nó đa số nó có sẵn rồi, chúng ta không phải làm. Còn mua xe mới nhiều khi giá xe là một chuyện, nếu mà cô chú anh chị mình muốn thêm mấy cái món này nữa thì phải tốn thêm tiền. Đó là cái câu chuyện Vios 2021 và 2023 nha cô chú anh chị. Đó thì nếu mà cô chú anh chị mình có xem được kênh của em Nhân thì quan tâm dùng này, vui lòng liên hệ với em Nhân. Em Nhân sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho quý cô chú anh chị mình. Xe biển vàng đời 2021, biển là ở Tiền Giang. Xe này thì còn bảo hành tới tháng, ở đây em thấy còn bảo hành chính hãng đến tháng 12/2024 anh chị ha. Mình an tâm thì bên em đã cam kết chất lượng với cô chú anh chị mình rồi, và em cũng đã làm rõ cái việc mà xe dịch vụ mà đi km mới năm mấy ngàn cây, đó là lý do là như vậy ha. Đó, chứ không phải là thấy số km ít là nói bên em tour không có. Bên em cam kết vấn đề về tour đồng hồ km là không bao giờ đụng chạm tới chuyện đó. Kể cả những xe mà có đâm đụng hay là có gỡ hộp số hay tháo máy này kia đồ là bên em sẽ không thu. Tại vì bên em có đội ngũ kỹ thuật chuyên đánh giá những cái chuyện đó, thì anh chị mình an tâm. Đã bán tới tay của chú anh chị mình rồi thì vấn đề đó được đảm bảo nha. Và bên em cũng có một cái chiếc xe cũng là Vios. Nó cũng lại đời 2021 nữa, thì sẵn hôm nay em cũng chia sẻ quý cô chú anh chị mình luôn cho nó tiện, sẵn một video em làm luôn ha. Thì trước khi đến Vios đó thì em cũng muốn giới thiệu anh Tiết này vẫn còn nha cô chú anh chị. Anh Tiết bản xăng điện, bản hybrid, thì cô chú anh chị nào có quan tâm dòng này thì gọi cho em Nhân. Bữa em cũng làm 2-3 clip về xe này rồi thì vẫn chưa bán được, hy vọng là em Nhân sẽ được quý cô chú anh chị mình ủng hộ. Đó, thông tin của em nói ha cô chú anh chị. Xe này thì làm phụ kiện nhiều, nói chung là có cửa hít nè, rồi độ lo nè, rồi đèn nội thất nè, rồi có thêm cái bọc trần này kia rồi rất là nhiều, phim cách nhiệt, chảy sàn rồi đủ hết rồi. Đó thì nếu mà anh chị mình có so sánh, thật sự thì trên thị trường hiện nay nó có một chiếc y chang như vậy nhưng màu trắng ngọc trai, thì họ chỉ bán khoảng 73-74 thôi. Tuy nhiên bên em bán ở bên này là 780 triệu. 780 triệu thì tại vì xe này có nhiều đồ chơi hơn anh chị ha, cam hành trình rồi đủ luôn nè. Đó thì giá này thì bớt trong khoảng 10-15 triệu anh chị. Anh chị nếu mà thấy hợp lý thì vui lòng gọi em Nhân, liên hệ em Nhân để sở hữu em nó nha. Và tới chiếc Vios này. Đó, Vios màu trắng nè cô chú anh chị, cũng đời 2021. Thì xin nói rất rõ là bên em bán giá em này là 500 triệu thì sẽ còn thương lượng tầm khoảng 10-15 triệu ha cô chú anh chị. Đó thì quan điểm của em Nhân là khi mà báo giá cho quý cô chú anh chị mình, em nói rất rõ cái giá chốt luôn, chứ không có nó tới nó lui, làm nói chung là làm cô chú anh chị mình suy nghĩ này kia rồi không có. Em giá sao em báo sát nhất thì cô chú anh chị mình được thì tới Toyota An Thành sở hữu, chứ em không thích dài dòng. Đó, tính của em Nhân như vậy. Thì cô chú anh chị nào đã liên hệ với em Nhân thì cũng hiểu cho em Nhân nha. Thì nhiều anh chị cũng nói xe 2023 lăn bánh có 500 mấy mà xe này bán 500, đời 21 nó cách nhau 2 năm, như vậy thì nó giá cao quá. Đó thì lại là câu chuyện đầu tháng 7 cuối tháng 6 nữa anh chị. Đó, nếu mà thời điểm cô chú anh chị mình lựa chọn cái xe mà 2023 mà cuối tháng 6 đầu tháng 7 á, giống như là cái chiếc Vios này em có chia sẻ với số sàn á, thì lăn bánh em này nó chỉ tầm khoảng cỡ 57-58 thôi cô chú anh chị. Đó, 57-58 thôi. Đó, tuy nhiên cái thời điểm hiện tại á, thời điểm này vào ngày 28/7/2023 thì nếu mà lăn bánh một cái chiếc trắng ngọc trai và trang bị y chang như chiếc này, thì biển thành phố như chiếc này thì cũng phải tầm khoảng 650 triệu của chú anh chị, 650 nha. Đó thì em bán chiếc này chỉ có là 500 mà giảm cho cô chú anh chị tầm khoảng 10-15 triệu nữa. Thì cô chú anh chị thấy nó có hợp lý hay không? Đó là cái sự lựa chọn của chú anh chị ha. Em không có nói quyết định dùng của chú anh chị, mà là cô chú anh chị mình lựa chọn. Đó. Đó thì xe này được cái là nhiều cô chú anh chị cũng thích là cái đầu xe nó không phải giống như là 2023. Đó, và nội thất màu kem cũng khá là dễ thương, khá là sạch sẽ ha. Xe thì đã trang bị sẵn hết rồi, giống phim cách nhiệt, chảy sàn, viền che mưa, rồi có camera hành trình rồi đầy đủ hết rồi. Anh chị mình mua về chỉ xài thôi. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta giữ biển, chúng ta về mà chúng ta sang tên thì giá 500 này có thể bao sang tên thành phố Hồ Chí Minh được ha cô chú anh chị. Còn ở tỉnh thì
Nói chung là nó tùy theo tỉnh xa tỉnh gần thì có thể phát sinh thêm vài triệu ha cô chú anh chị. Đóng thuế xe mới thì chỉ 200 thôi. Đó là cái câu chuyện là Vios giữa xe mới và xe cũ nó chênh lệch nhau. Thì cô chú anh chị mình xem video, nếu mà có còn thêm thông tin gì đó, góp ý gì đó thì vui lòng comment hoặc là gọi điện cho em Nhân nha. Thì chắc em Nhân xin dừng video đây. Trước khi dừng thì em xin nhắc lại cô chú anh chị mình, khi mà có muốn bán xe, đổi xe hoặc là mua xe mới gì đó thì vui lòng liên hệ em Nhân. Em Nhân sẽ hỗ trợ tư vấn cho biết cô chú anh chị mình nha. Em Nhân xin kính chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.